Ô tô Malaysia thống trị thị trường nội địa, có nên kỳ vọng vào VinFast tại Việt Nam? Chuyên trang ô tô Poulton mới đây đã khiến cho nhiều người phải thực sự giật mình khi công bố số liệu thống kê về doanh số bán xe tại thị trường ô tô Malaysia. Theo đó, một thực tế có lẽ rất khó tin khi hai hãng xe nội địa của Malaysia là Proton và Perodua thống lĩnh hoàn toàn thị trường nước này trong thập kỷ vừa qua, chứ không phải là những ô tô thương hiệu đình đám thế giới như Toyota hay Honda. Cụ thể, số liệu tổng hợp từ Poulton cho thấy trong vòng 10 năm từ 2010 đến hết 2019, hai thương hiệu xe của Malaysia chứng minh sự bá đạo khi đạt doanh số cực khủng hơn 3 triệu xe. Trong đó, Proton bán ra 1.129.450 chiếc xe, còn Perodua khủng hơn khi giao đến tay khách hàng trong nước tận 2.042.304 xe. Những con số này thậm chí còn giá trị hơn nếu như biết rằng cũng trong 10 năm qua tại Malaysia, hai ông lớn ngành ô tô Nhật Bản và thế giới là Toyota và Honda chỉ bán ra lần lượt là 840.000 xe và 725.000 xe. Nếu như tính cộng dồn doanh số của Honda và Toyota lại thì còn chưa bằng phân nửa doanh số gộp của Proton và Perodua. Chưa hết, sự thống trị của hai hãng xe nội địa Malaysia còn thể hiện trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tại đất nước này trong vòng 10 năm qua. Theo đó, có đến 7 trên 10 mẫu xe thuộc biên chế của Proton và Perodua góp mặt trong danh sách này, bao gồm 3 mẫu xe của Proton là Saga, Persona và Exora, và 4 mẫu xe của Perodua là Mevi, Asia Viva, Aura, Berja. Honda và Toyota chỉ kịp đóng góp 3 vị đại diện, bao gồm Honda City, Toyota Vios và mẫu bán tải Toyota Hilux. Điều đáng nói là cả 3 mẫu xe này chỉ xếp ở nửa sau bảng xếp hạng doanh số. Rõ ràng là nếu như nhìn vào sự thống trị của những thương hiệu xe nội địa tại Malaysia trong vòng 10 năm qua, thì người Việt Nam hẳn là khó tránh khỏi sự ngậm ngùi khi nghĩ đến thị trường ô tô trong nước. Ngành ô tô Việt Nam cũng đã từng bao phen kỳ vọng vào một thương hiệu xe nội địa như nước bạn. Nhưng thất bại liên tiếp của những thương hiệu xe made in Việt Nam từ sơ khai nhất như chiến thắng Lada Lạt hay gần đây là Vinasuki đã phần nào bào mòn đi sự kỳ vọng từ thuở hồng hoang ấy. Trên thực tế, giấc mơ ô tô Việt đã lại nhen nhóm trở lại trong những năm gần đây với sự xuất hiện của hãng xe VinFast. Thương hiệu ô tô được hậu thuẫn bởi một tập đoàn kinh tế lớn và đang phần nào cho thấy tham vọng bởi hàng loạt bước đi táo bạo, từ tiến độ xây dựng nhà máy cho đến chiến lược phát triển sản phẩm thần tốc đến màn chào hàng thế giới đầy ấn tượng tại Paris Motor Show 2018. Cùng với đó là hàng loạt chính sách bán hàng có 102 với nhiều chiến dịch ưu đãi, kích cầu tiêu dùng. Nhưng với những trang sử đượm buồn của ngành ô tô trong nước, liệu khách Việt có đặt kỳ vọng vào VinFast? Rất khó để có được câu trả lời vào thời điểm này, bởi với những nước cờ táo bạo trong thời gian qua, VinFast dù thành công trên mặt trận marketing, nhưng bên cạnh những quan điểm ủng hộ cũng có không ít hoài nghi về chất lượng sản phẩm. Những yếu tố này có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời được chính xác nhất. Dẫu vậy, nếu như nhìn vào thành công của Proton và Perodua hôm nay, và nếu biết rằng lịch sử phát triển của hai hãng xe nội địa Malaysia cũng đầy khúc khuỷu, thì có lẽ người Việt Nam cần thêm một chút lạc quan để thêm một lần cởi mở với giấc mơ xe Việt. Hơn nữa, doanh số bán khá ấn tượng khoảng 17.000 xe trong khoảng nửa cuối năm 2019 theo số liệu từ báo cáo bán hàng của VinFast. Cùng với đó là kế hoạch ra mắt thêm những dòng xe mới nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm trong thời gian tới của VinFast sẽ là cơ sở khả dĩ cho niềm tin ấy. Dẫu biết, kỳ vọng, hy vọng đó dễ kèm theo thất vọng. Đình Tuyên, Thanh Niên.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website chọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. 10 phát ngôn để đời của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Nhiều người thường nghĩ người giàu nói gì chẳng đúng, nhưng tôi thì nghĩ khác. Người giàu nói đúng là bởi họ nghĩ đúng, làm đúng nên họ thành công. Vậy tại sao chúng ta luôn tâm đắc với những câu nói của Bill Gates, Donald Trump, Jack Ma mà lại không suy ngẫm về những câu nói của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, một tỷ phú đô la đang góp phần thay đổi bộ mặt của đất nước mình? Tôi chỉ muốn tập trung vào việc của mình, còn những người khác muốn nói gì thì...